Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với mình là Chucky. Thì hôm nay á, là mình sẽ làm một cái tập gọi là đi tham quan cái một cái server gọi là server3fmc.com, gọi cũng gọi là file for pháp á. Thì hôm nay là mình sẽ vào đó để giới thiệu cho các bạn một cái server rất là hay. Bây giờ là các bạn bấm vào đây nè, add server, xong rồi sau đó bạn đi vô cái chỗ này là 3fmc.com, rồi bạn bấm done. Đó, thì nó sẽ hiện ra một cái Minecraft hãy chơi 3F Network này đó. Một thì ở đây bạn có thể chơi 1.8, 1.9 hoặc là 1.10 cũng được. Thì đây, server này đang có một cái chế độ RPG khá là hay. Đây, mình đang chờ và mình đang cài shader cho mình. Rồi bây giờ là mình chỉ cần đăng nhập vào thôi. Ok, mình đã đăng nhập xong, thành công rồi đó. Rồi ok thì ủa ông gắn cái hình tôi vô đó hả? Tôi gắn vô đó. Mà ai làm đây? Cái này ai làm? Của ông cái ông Thành gì đó bữa nó có tát ông vô mà ông không để ý. Nè ông bay lên đây nè, ông bay lên. Lại đây, ông bay lên. Ủa tôi bay được hả? What the fuck? Rồi giờ làm sao? Nhìn đây nè. Đu, cái này là cái ảnh cover Facebook của tôi nè. Ok, thôi giờ chơi đi. Cái ta á. Rồi. Ông sẽ kit á. À, bây giờ mình sẽ gõ kit. Mỗi đi xét rồi, ok, giờ mình chọn pháp sư chắc không mạnh bằng đâu ha. Thường thì theo ông nghĩ là chọn cung thủ hay là gì? Ông chọn cung thủ á. Ok, cung thủ hay server chuộng cung thủ lắm. Bấm vô rồi, nhưng mà phải giờ game mới có phải không? Đâu rồi, bấm vô đây để vào ngẫu nhiên. Cái này nè, ok, ui, cái gì vậy? Ông bị gì vậy? Cái con Reaper. No. Ông bị con level 16 nữa. Nó spawn ngay trước mặt con Reaper luôn, what the hell? Chủ gì vậy? Không phải TP được hả? Cooldown đó hả? Có vụ cooldown đó hả? Từ đây con ở đây có thể trade đồ nhưng mà không thấy gì luôn, thấy rồi. Thì muốn đổi ra cái áo giáp này phải có copper nè. Đổi ra những cái đồ, đổi ra cái rim ten lắm trơn nè, mình có thể đổi có titanium rồi, đổi chỗ nào ta? Đổi qua đây nè, ông qua bên khu thấy giáp, thấy giáp rồi. Đổi armor nè, còn hai cái này chúng ta sẽ có một cái giáp titanium đó, thì cứng giáp 38, nhanh nhẹn 34 nè. Ok, có sang áo. Đây có giáp, có quần, có giáp này khác giáp kia chỗ nào ta? Ui trời ơi. Đây vào tự nhiên máu mình nó tăng lên nè. Đủ cây luôn. Đúng rồi, không sạc thiền nó hồi máu được đó. Vũ khí thế nào? Vũ khí á, ông nào ông qua đổi mấy cây kiếm á. Có cây kiếm mà cuối cùng cái này là kiếm cấp thấp mà. À, cấp cao đây nè, cái Dragon Tear, nước mắt rồng. Này gọi là bi của rồng á. Đổi cánh nè. Cái này 10 cái. Đó, chúng ta đã có Tai Zona. Rồi heo. Cánh này có đeo vô được không hay là sao? Cảnh nó để đổi đồ chứ nó không có đeo đâu. Không có đeo được. Ok, ăn thịt đã. Giờ chỉ nhanh quá nè. Nó sẽ vô chỗ hồi nãy rồi. Sợ Reaper phải. Thì mới vô dưới hang. Chết rồi, ở dưới hang sao lên? The fuck. Chắc là đi giao du dưới hang trước. Bây giờ là ban đêm, ban ngày tôi không biết đâu ông ơi. Để tôi lượt, ban ngày ông ơi. Ban ngày à. Bây giờ là mình mới level 0 à. Đánh nó giờ không có lên level. Mình sẽ đập máy này nó không rơi ra sắt trơn vậy. Sao lưng không kìa. What? Sao nó bay ba đạo. Nó quăng, nó quăng ra ngoài hả? Đúng rồi, nó quăng ra ngoài không? Ở vải. Vậy là khỏi nung cũng đỡ à. Đúng rồi. Ok, chắc là giờ lên mặt đất. Trên đầu mình có cái lớp này chắc đào lên là được à. Ui, két. Hồi nước ok lên luôn. Rồi ok. Ui, ánh nắng bình minh. Đã quá. Đi quay hướng này có gì không nè. Ui, có cái cửa địa ngục kìa. Gần đây có người sống. Có người sống hả? Oh no. Chuẩn bị cái vụ tranh chấp. Nó giết mình được không? Được chứ ông, nó thấy ông nó giết đó. Tụi này nó không có thân thiện đâu. Ok, thôi né xa. Nhưng mà chắc là vô xài ké cổng nó cũng được. Không biết đợt thang đem gì nữa. Có cái này nè, thạch anh nè. Đào luôn.
Ủa cái này bị delay nè, rồi rồi. Không, đây là khu an toàn, ông dịch chỉ cho khu an toàn rồi. Nhưng là không đập được hả? Ông đang khu an toàn á, đúng rồi. Ông xem bản đồ thấy ông đang khu an toàn. Ủa phải, ra chỗ khác luôn. Tại vì cổng, mấy cái cổng leader ở trong server là nó liên thông với nhau nhiều lắm. Đù, mà cũng được, chỗ này nhìn cũng đẹp, đây coi. Nó có cái gì không? Có gì hết. Ở cái này có an toàn đó hả? Ở phải. Đúng rồi, cũng khu an toàn luôn, đi xa tí nữa. Đi xa chỗ nào trời? Đây, có cù rồi. Ngon. Chết nè, bốc lửa luôn. Đánh này có lấy kinh nghiệm nhiều không? Có mấy con đó, mấy con có level là có kinh nghiệm. Cái set 1/50 là kinh nghiệm nè. Trời, đánh con nè. À, đánh một con thú này có một kinh nghiệm mà. Okay, phải đánh mấy con quái kia nữa mà bây giờ ban ngày chưa có nhiều quái lắm. Đánh heo nè. Ok, hai được, cũng được một kinh nghiệm luôn. Ok, đi nào. Ui. Ui. Ở đây có nhà cây hả? Có người xây, có người ở đây không? Có người ở đây không? Hello. Hello. Nó xây gì dữ quá vậy? What the hell? Cái gì đây? Nó xây kìa. Nó xây nhà dữ vãi, thôi đi ra. Bên vãi. Có người kìa không? Thôi chạy đi. Tao lưng không kìa. Ai? Thôi chạy, no. Không nên cho nó thấy mình. Chúng ta là ninja ẩn thân. Ui. Mình đi bắn à? Cảm giác vậy thôi. Hết hồn. Dĩ vãi. Trong rừng mà cũng sống được nữa. Nè, ở đâu nó kiểu càng bí ẩn càng tốt cho nó. Tại vì nhà của nó mà bị thấy là bị phá à. Thôi, tôi sẽ là người ngao du thiên hạ. Trời ơi, này nó xây luôn một cái lốc. Hello. Hồi con người. Nó không xây cửa luôn hả? Hay nhà bị phá rồi? Từ. Thôi nhà bị phá rồi, thôi. Có người kìa. Thôi. Nó rượt theo ông kìa. Rượt cái bíp. Trời. Nó chạy nhanh quá, nó tăng nhanh nhẹn ghê lắm. Ê, lúc nó có ai đánh mình thì mình TP về lobby. Không, chắc nó không đánh ông đâu, nó không cầm vũ khí à. Ok, thôi, no. Chạy. Tôi đến khu kia được chưa? Ok. Hết an toàn rồi đó. Ở khu an toàn là mình không phải đánh nhau phải không? Không phá được, cũng không đánh nhau được. Có khi mình trốn đến đó. Cái gì vậy? Nó heo hoài vậy? Đùa à? Gì đây? Bay được, nó bay được luôn à? Không, nó nhảy cao không? Nó tăng nhanh nhẹn gì, nó nhảy cao được. Thôi, bớt đùa đi. Mà đang giao gì ngăn du thiên hạ ở đây mà. Đã đói rồi. Đói rồi. Mà mệt quá. Đù hoài ba. Bớt đi. À. Cái gì không biết luôn. Ui. Cái gì đây? Hết hồn. Tưởng rớt xuống lava chứ. Tự nhiên thấy nó đỏ lè à. Chỗ này đen thui nè. Tôi đưa ông cái khiên á, ông cầm ông có thể chuột phải để hất ra. Khoai ai bắn đâu? Có con skeleton đang bắn không nè. Không có con gì hết. Trời, tụi nó bắn quá trời luôn, không thấy nó luôn hả? Ông đứng thế tụi nó kìa. Tàng hình rồi, có người tàng hình, no. Tụi nó đang bắn nhau qua lại luôn kìa. Thôi chạy. Ok, chạy. Chạy. No. Tại sao nó spawn trên này hoài á? Không hiểu luôn. Giờ mà thấy skeleton nè. Chết đi con. Ờ, dưới nó rồi, không được tăng kinh nghiệm. Vui vậy. Chưa, nó dưới này nè. Kiệt quá. Được. Ok, để thang, lấy gỗ đi. Chắc phải lấy dụng cụ để bịt lại cái đống này. Ok. Không có thì nó đâu luôn á. Khổ quá. Ui, có cái này. Đây.
không thấy con nào luôn, nhìn thấy tên bắn lia lịa. Đấy. Ông cứ chém vô cái mũi tên xuất hiện á, rồi nó tàn hình đó. Nó dụ cho tên tàn hình nữa. Ý, copper rớt ra nữa ghê. Tụi nó còn lùi lại nữa mà. Nó còn tưởng nó đã đòi sắt mà rớt copper chứ. Tụi skeleton đồ con khôn. Ông đánh nó biết lùi lại mà. Giờ gõ thiền phải không? À, thiền với hồi cũng được. Ok, giờ sẽ bích lại cái đống này để cho nó không đi qua được. Rồi thiền. Ngồi thiền. Đây. Rồi đứng đây, cắm đuốc vào đây nè. Rồi gõ thiền. À, đó. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm để bơm máu. À, được rồi. Có rồi. Rồi, rồi. Ơ phải. Máu nó bơm một lượt luôn hả? Từ 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 nó bơm từ từ. Ok, đi đi. Sao không có chuyện nói ta? Vậy thôi chơi. Đâu rồi? Đó, nó chứ mộng kìa. Trời, em đi ngang qua nó luôn. Thấy nào đâu, ui. Thấy cái nào đâu, mày đâu rồi? Đó, nó chém, nó đứng góc á. Mày nè. Đây nè, thấy rồi. Tàn hình mày. Đâu rồi? Nó văng rồi hả? Ngay cái đuốc kìa. Rồi, nó bắn không, nó phản đam, nó chết rồi. Nãy chưa nhạc, được 2-3 kinh nghiệm, ok. Ui, thấy rồi nè. Giờ mới thấy rồi. Thế kỳ anh tuần hay là bị game nó bị bất. Ở trên nó còn giúp bờ. Ui ôi, thôi từ từ. Mở đường, nó thôn. Ờ, có một bầy ở bển luôn rồi. Ui, đừng nổ. Ôi, nổ mất kinh nghiệm. Sao thì nó nổ nhanh đây. Giờ là giờ săn nhau không, giờ đào. Đào là ban sáng thôi. Ok. Ê, hello. Đừng có nổ. Mày. Đừng có nổ. Ok, chúc mừng. Đã lên level 1 rồi. Yeah. À, lên level được nâng kỹ năng phải không? Player nè. Chắc là phải nâng thêm đủ trâu, cứng cáp nè. Thì nâng cái này vô thì mình sẽ được hơi lực. Đây, sức mạnh đam của mình. Nhanh nhẹn này tăng chí mạng nè. Chặn đòn, né tránh, giảm thương khi ngã nữa. Ok, tăng cứng cáp đi. Ok. À, cái điểm này là mình đang vừa level mà. Ok, xong rồi đó, cứng cáp rồi đó. Bây giờ thì ở đây không có gì hết, chắc là quay lại chỗ đó rồi. Ở nó rơi ra cung luôn kìa, từ từ ở đây có rất là nhiều sắt. Ồ, có redstone đó. Ok. Đây. Ủa, có vàng đó nè. Ở vải. Không biết vậy nó rất là cái gì nữa. Ở đây mình không cẩn thận. Lava đó. Đây, thấy rồi. Búp. À, chắc không có gì nữa đâu. Đầu thang thôi. Ê, nghe tiếng. Kìa, ông làm được đó, ông mới lượm được cái copper này rồi. Ở từ nghe tiếng skeleton. Ông mới lượm được silver, copper gì vậy. Đâu, à, cái này là silver, cái này là... Silver nó ra từ sắt. Đợi thôi đi, quay tiếp chỗ kia. Rồi, ok, chỗ này mới đang thui nè. Xài xe đơi, phải cầm thêm đuốc mới thấy sáng hơn chút thôi nhau, không tối lắm. Ôi ôi. Ông xài xe đơi gì đó. Xe ít. Fuck. Chắc phải tăng tầm nhìn nữa đã. 12 map, 13, 14 không đi. Ok. Không phải vụ an toàn nhưng vẫn chưa thấy con gì hết. Mà không ra khỏi vụ an toàn đâu rồi. What the fuck. Đâu. Hả? Vụ này vùng không an toàn mà. Ui, đi nè. Chết mày nè. Ok, ta đã có thêm kinh nghiệm. Ui, cái bớt. Mày á, bữa đừng có nổ. Nhảy từ trên, nhảy xuống luôn. Ui. Ở từ một con, một con ấy. Mày. Bệnh vãi. Tôi chém không được. Ok. Lên level 2 rồi. Ok. Con này khá trâu. Mà cũng chết được. Ủa, cái gì đấy. Mày chết rồi chứ. Mày.
ok, chúng ta đã có 44 trên 60 kinh nghiệm, xuống lên level 3 rồi, chém con Ripper này nữa. Hi. Ripper chắc 3 phát. Được cái nổ. Nó bự. Được cái nổ. Vui, nhìn nó vui ghê. Ôi, tên thui rồi. Vụ gì vậy? Hồn. Nó có phép thuật gì hả? What the fuck? Tà thuật. Ông cái ông coi, ông để ý cái thể lực của ông á, ông càng gấp thể lực ông chém càng yếu á. À đúng rồi. Tôi bị cái gì mà đen thui màn hình nè, chém một phát đen thui. Có nhện nữa hả? Ồ thôi rồi. Ê, mấy lần chém bị đen thui màn hình. Ồ sáng rồi. Sáng rồi. Kiểu hết thể lực của ông bị mệt á. Giờ mới có thiền được không? Được không? Ông chạy xa không thiền. Thiền để hồi lực hả? Rồi tụi nó dí mình không? Từ từ. Ông nhìn là ồ may quá. Ok, bên kìa. Ủa tôi tưởng tự sáng nó không đánh mình chứ. Mày chết đi mày. Mấy lần đánh nó là tôi bị đen thui màn hình. Là thể lực nó giảm á, thể lực giảm nhiều á. Không nói rồi. Tha cho tao đi mà. Tha cho tao đi. Sáng rồi mà. Ơi. Ok. Rồi trúng mặt rồi. Cút. Kiếm yếu hả? Không, không. Không coi cái thể lực của ông á. 12 à. Ít thể lực quá, chém không chém, chém không có gì đam đâu. Chém được rồi nè. Thôi đến lúc này thì chúng ta sẽ bay lên. No. Nó đuổi hoài luôn. Chúng ta sẽ chạy đến một phương trời nào đó. Rồi nó hết chí rồi. Sáng rồi. Chúng ta sẽ ngồi thiền trước đi nữa kìa, thiền mi nó thấy rồi. Biết bơ hơn đi. No. Đâu rồi. Đừng có nổ đằng sau chứ. Ok, đứng chỉ đứng đây mà sẽ ngồi thiền trước ánh bình minh nào. Thiến. No. Good mày. Gì vậy, tao đang ngồi thiền mà. Ờ, xong cái lượt rồi, thiền nhanh vãi. Ok, tao sức mạnh rồi. Bây giờ đã lên level 3. Thiền tí đi, từ từ ông đắp lại thôi, người đắp đông lắm. Ủa sao mới vô, mới đắp bóng hết thể lực rồi. Ông để ý cái thể lực á, cái chữ màu cam không? Bây giờ mình muốn tăng cái thanh thể lực là mình phải làm nâng cái layer phải không? Ờ đúng không, tăng thôi chắc vô hang để thiền đã. Ok, vô đây mình sẽ layer đã. Giờ chỉ cần sức mạnh thôi, giờ sẽ nâng thể lực đi. Rồi, nâng hết luôn, bấm vô cung cam. Mua cung chứ, được rồi. Rồi xong rồi, giờ sẽ ra ngoài. Đám này chờ mình ở ngoài. Mày nữa mày. Đi con. Ôi cái gì đây? Tim hơn không? Ôi. Gì vậy mày? Xong rồi. Rồi xin lỗi, tụi này không cháy ra. À, dùm bị 21 luôn kìa. Cái gì đông thế? Ông dựa trên cái tọa độ của ông á. Tọa độ càng xa, nó càng mạnh. Ok, chết nè. Mới đó mà đuối rồi. À, thầy cung đã. Cung xuống rồi luôn. Thôi rồi, xuống biển thôi. Ok. Mau đuối vậy. Cầm kiếm chạy tôi nhanh nè. Ra đây thiền cái đã rồi đi. À. Còn nâng gì nữa không ta? Ok thì xong rồi. Bây giờ sẽ đi tiếp. Cái này chắc không có giật. Ê có rồi. Ơ phải. Mới nói xong chết rồi mày. Chết rồi. Ok, con này nữa. Dị dạng phải. Ok, nổ rồi. Chết đi. Tụi này sẽ đông quá vậy trời. Đông lắm. Mấy ngày nó không cháy hả? Nó đội nón hả? Phải đội nón che nắng nữa. Thôi đội nón che nắng. Xong thấy lực rồi thì bắn tên ra. Rồi ăn cái này đó. Ok. Ôi chết mẹ. Chết nè. Ok chết rồi. Có. Ôi đông phải. Mày bưởi. Mày hả bưởi. Con quýt trời, con quýt trời ông ơi, con quýt con chán luôn. Ui, gì vậy, ông làm hết hồn. Nào, mày á bưởi. Này thì quýt. Mày, chết đi. Đi bơ, chết đi, đi bơ, chết đi.
Ok, có con Reaper đằng xa xa nữa. Nó chết luôn. Con Enderman luôn. Với tụi này không có kinh nghiệm hết trơn vậy. Phải đến gần nó hả? Cái con này quái thường, cái này quái thường. Ờ, có mấy con quái có level không? Đấm thì kinh nghiệm. Có vụ quái thường đó hả? Hết tên là được rồi. Cầm kiếm nào. Mày chết đi. Ta dùng hết bộ cơ bộ cung để. Đâu rồi? Hồi nãy chơi chẳng thấy gì hết trơn, giờ thấy nó đóng luôn. Chết đi, chết đi. Chết đi, chết đi. Ok, hết rồi. Đừng có cháy nó mày. Ok, tiếp nào. Hình như có người mới sinh sống ở đây nè, thấy cái rap tiền table. Đây. Ê, hello. Hello. Chết đi. Ok, mình sẽ ăn cắp. Ở cái này lấy không được à? À, cái này lấy không được rồi. Trời. À, được chứ, what the fuck. À, tao sẽ vứt cái này ra để lấy cái rotting table nè, ok. Ô, có miếng thịt nè. Nó rớt ra. Nó cháy lâu quá vậy. Trời, rất là thịt zombie. Thịt zombie. Giờ nó cháy, tạo hiệu ứng nổ, hiệu ứng cháy nó, what the fuck. Ok. Hai cho con đi bộ. Cháy kiểu phỏng không? Cháy nổ không? Cứ nổ. Ok. Nó bao quanh, bao quay không nhỉ? Đặt tí tí. Gì đông vậy? Tư. Ở ra biển đã. Đủ qua là cái gì đó, bây giờ có đâu? Ở đây có nước nè, dưới đây đánh nhau. Gì mày? Ok, có nước rồi, sợ mẹ gì. Ôi, nó bắn con này luôn. Ok, đánh nhau đi. Đánh nhau đi. Đánh nhau đi. À, hai người đánh nhau nè. Ok, chết, chết nè, chết nè. Okay. Ôi ôi, nó còn điên. Có Felix ở đây nữa. Nó còn điên. Điên. Mày điên quá. Ok, đánh thằng trúng mới ghê chứ. Đánh Lan nè. Ok, mày. Năm. Ui, thôi rồi. Thôi rồi. Đông quá chịu không nổi rồi. Nó thể lực quá ghê chứ. Ông ơi. To to. Vậy thì nếu mà xây nhà thì sao, thì mình sao mình nhớ lại nhà mình được chỗ nào? À, ông có comment sẹt set home á. À, sẹt set home để lưu cái nhà của ông á. Tới nhà thằng nào nè, lên đây chú đỡ. Có ai nhà không? Nhà này là của Team Dragon, là của cái faction Dragon. Tụi này nó có giết người cúp răng không? Không ai ở nhà. Ôi, tụi này đập nhà của hàng nhân làng để chiếm nhà rồi. Rồi mẹ. Tụi này chiếm nhà của hàng nhân làng rồi. Ok, mình sẽ trú ở một ngôi nhà đó. Tụi này cũng khóa hồng lại rồi. Không phải. Có ai ở nhà không? À, không ai ở nhà. Là phải nhà đâu, đây là cái chỗ trồng xương rồng. Thấy xương rồng có giá trị gì đâu. Chỉ làm giáp thôi mà. Ờ đúng rồi, nó đổi xương rồng để dành làm giáp. Với lại nó bán ở trong sạc shop phải không? Bán được hả? Sạc shop đó. Tôi dư đồ quá trời nè. Rồi, tụi này không có nhà này, giống như nông trại tôi nói nó phải nhà đâu. Ờ, tụi nó không kiểu, tụi nó để ngoài trời vậy đó. Ok, nông trại mà không trồng cái gì ăn nữa trơn á. Nó trồng cái ngô. Chết đi. Ok, đứng ở đây đánh nó cũng được nữa. Chết đi. À, Reaper. Mày, Reaper. Ui, nổ. Thôi, nổ nhà người ta, mày. Ok, mày quá. Thôi, Reaper đừng. Đừng. À, hết cung rồi đó. Mày, chết này. Ở giờ muốn nổ cung làm sao không? Ui. Nổ, nổ. Đứa có nổ. Ok, chết nó rồi. Nó lên ở đây luôn hả? Ok vậy. Lên được luôn. Có tí kinh. Tụi này là cái máy gì đây? Máy nhìn bự quá. Farm bí ngô. À, máy này là máy farm bí ngô. Nó đang thí nghiệm đó hả? Ờ, thí nghiệm đây nó chế farm bí ngô á. Xong rồi nó chế bự được. Phải có xương mới làm được. Ui trời, nó sáng rồi, trời nó sáng rồi, ok. Ngon. Ngon. Tụi này nó đang cái đánh đông luôn. Nó đủ bạn bè nó bạc ti rồi. Quá, chứ không được.
mà đuối rồi. Ok thiền cái đã. Hello tụi bay, thì nó có vui không? Đứa này thì không ai chết được mình hả? Đây. Ok, cuối cùng cũng đã tới sáng rồi các bạn. Thì đó, thì đây là cái chuyến hành trình mình đi thám hiểm và khám phá server 3F545. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái server này. Các bạn chỉ cần gõ vào server, bạn gõ như này nè. Đây, thì bạn sẽ được vào server này. Và các bạn có rất là nhiều quyền lợi và chơi rất là hay. Đây, chế độ RPG nha. Thì các bạn hãy like cho mình, thì mình sẽ cho các bạn những cái tập tiếp theo để chơi chế độ khác như là cái Reason gì đó. Ok, chắc là mình sẽ tạm biệt ở đây. Bye bye mọi người.